Thì mình có ý gây mê thì cũng có bác sĩ và y tá tư vấn cho mình. Thì gây mê này thì không đau và không có ảnh hưởng gì về sức khỏe. Thì ban đầu thì mình cũng hơi lo lắng và băn khoăn. Tuy nhiên thì được y tá bác sĩ tư vấn thì mình quyết định là gây mê. Thì trong quá trình gây mê được khoảng 10-15 phút thì sau khi tỉnh dậy thì mình thấy hoàn toàn sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì hết. Tôi cũng bị cái bệnh dạ dày như nhiều năm rồi, Dạ. nhưng mà ra đây thì từ hôm qua Dạ. đến bữa nay thì bác sĩ cũng khám qua có cái bộ phận rồi, Dạ. bữa nay hẹn đến ngày này là coi như nội soi có dạ dày và có đại tràng, Dạ. thì tôi thấy cái đội ngũ của y bác sĩ ở đây là phục vụ rất là nhiệt tình, Dạ. và qua quá trình như là gây mê và là nội soi thì đến bây giờ tôi thấy sức khỏe của tôi rất bình thường. Dạ. À, bác cảm nhận về cái nội soi như thế nào không ạ? Nội soi thì gây mê xong thì tôi không biết cái gì hết. Dạ. Nội soi xong rồi thì dậy tỉnh dậy thì thấy bình thường. Dạ, thời gian làm là bao nhiêu phút biết không? Cỡ 15-20 phút thôi. Bác có hài lòng với cách làm không ạ? Thì tôi rất hài lòng. Cô là cô ở quận nữa, từ hồi nói chung cô cũng nghe người ta họ nói là nội soi là ghê lắm, đau lắm, cho nên là cô cũng không dám đi, nào là cô quyết tâm đi, nó đau rồi quyết tâm đi đến người gia đình thì thấy nội soi không nghe đau đớn vậy, cái đầu tiên vô rất là sợ, người nó không có bình tĩnh, nhưng mà bây giờ nội soi xong rồi tự nhiên người nó khỏe, không có cái gì mà sợ sệt. Family thân thiết như người nhà.